Vâng, và hiện giờ thì chuyên gia của chúng tôi đang thực hiện một ca laser mí cho một chị khách hàng. Và như chúng ta có thể thấy thì cái tình trạng gốc mực của chị còn rất là đậm và dày. Đó. Và như mọi người có thể quan sát thì khi tia laser đi đến đâu thì các gốc mực sạch đến đó. Và ngoài ra thì vùng mí mắt này, lông mi này không hề bị rụng lông hay là không hề có cái dấu hiệu là bị bong chóc da hay là chảy máu. Đó, và đặc biệt là vùng mắt là cái vùng mà rất là nhạy cảm trên gương mặt của chúng ta. Đó, và cái tia laser thì như chúng ta có thể thấy thì công nghệ siêu laser Picomax này của chúng tôi là vô cùng an toàn và tuyệt đối. Và nếu như mà còn gì thắc mắc thì mọi người có thể inbox trực tiếp qua fanpage của DK nhé mọi người nhé.